ba đứa con mình sang ăn đi con. Thấy tròn bánh đập sao lèo một đứa. Bây giờ là 5:50 tại phố cổ Hội An. Bây giờ đi tham quan phố cổ Hội An về đêm thế như thế nào? Hiện tại bây giờ thì chưa có đêm đâu. Du khách thì bây giờ đổ về phố cổ cũng tương đối đông. Anh phỏng vấn vợ anh câu khi mà ra phố cổ Hội An thì ăn gì và uống gì? Nước mốt. Nước mốt và món cao lầu. Nước mốt mà chúng ta đã uống rồi. Ba bé muốn để thì ở đây cái tay ít nhiều sẽ có đa số sẽ cầm nước mốt. Bây giờ đánh giá nước mốt rất ngon. Giá cả dịch vụ ở đây như thế nào? Nước mốt với giá là 18.000 một ly. Cũng ngon. Rất là bảo vệ môi trường. Thời tiết ở đây như thế nào vậy? Thì hiện tại bây giờ là tháng 7 ha. Mùa hè hơi nóng xíu. Được rồi. Hiện tại thì vợ chồng mình đi ra bờ sông. Bờ sông thì tại giờ là người dân du khách đổ về bờ sông rất là đông nha. Vợ ơi bấm giùm phía trước vậy. Ở trên trên. Ok, đây. Du khách đổ về bờ sông rất là đông. Kia bên kia sông là phố mới. Mà thay thế cái chốt pháp giả cổ thì cái bên bờ sông là phố mới nha. Phố mới giả cổ mình mới nghe chú xích lô á. Đi thì hôm nay bạn xem bờ sông có gì nha. Đây là bờ sông các bạn. Đây là trên cầu nha các bạn. Hiện tại lên đây rất là mát nha.